Chào anh em. Trinh ơi, em dẫn các anh ý lên chỗ mình cần làm nhé. Anh bật cái điện một tí. Mời anh vào ạ. Alo. Bảo sao anh em mình không có cửa. Tao mất Trinh thật rồi mày ạ. Tôi để quên túi đồ ở dưới nhà rồi. Chờ tí nhá. Nhanh lên đấy. Alo, ôi Linh Quy à? Ôi dồi ôi, dạo này nổi tiếng mà quên được cả anh luôn đấy. À, ở phòng anh bây giờ có nhiều cái thứ chơi hay lắm. Mai em sang chơi với anh nhá. Ừ, thì thứ gì em sang thì biết nhá. Ủa ngại gì, có ai đâu mà ngại. Thế anh trốn đi nhá. Anh trốn ở trong phòng trong ấy. Ok nhá, mai nhá. Alo, vợ à? Cái gì cơ, trở dạ nhá. Bác sĩ đâu? Cá? Alo? Anh ơi, cho em mượn điện thoại đi. Vợ em sắp tỏ ra đến nơi rồi. Đấy. Anh lên kiểm tra phòng đấy ạ. Em làm sắp xong rồi đấy ạ. Ủa anh xong rồi đấy. Cảm ơn anh em nhá. Đúng là người quen nó khác. Làm nhanh và chất lượng thật đấy. Anh Hải, con này là con nào? Thì em, sao em lại đến đây? Ôi, từ, nghe giải thích nhá. Ôi. Thấy chưa? Một tuần lương nhá. Một ngày thôi. Có gì tối nghèo mình còn đi nhậu nhỉ? Được. Như tôi có thể đau thay em. Cũng may anh em mình phát hiện ra bộ mặt đều của nó sớm. Không thì em Trinh nhá, còn khổ dài dài. Ở đời mấy cái thằng đẹp trai cơ bắp, không là gay, không là nông dân chuyên đi chẳng lại. Anh em dùng kính mình, rồi không xoáy ca hào nhoáng gì, cũng đếch bao giờ thả thính, đếch bao giờ bắt cá hai tay không ạ? Chuẩn luôn. Đúng rồi không ạ? Giá mà em Trinh theo tôi thì không đến nỗi ông ạ. Ôi đi,